hương giang diện đầm 2 giây trễ nải, góc nghiêng để lộ xương quai xanh cùng vòng một lấp ló cực gợi cảm. Hoa hậu Hương Giang xứng danh là người đẹp chuyển giới sở hữu dung nhan xịn sò bậc nhất showbiz Việt. Thời điểm kết thúc chuyện tình với Mark Liêu cũng là lúc Hương Giang đã trở lại với các hoạt động showbiz sau thời gian ở ẩn. Mới đây, nàng hậu chuyển giới tiếp tục gây sốt với loạt ảnh diện đầm xanh mướt, khoe dung mạo xịn sò, vòng một lấp ló, gợi cảm. Thềm nhà có hoa pa pa pa. Qua khung ảnh, netizen không khỏi tấm tắc trước thần sắc mới nhất của cô nàng. Riêng việc hé lộ phần xương quai xanh và vần ngực càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Cuốn hút của mỹ nhân chuyển giới hàng đầu V-Biz